Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Như vậy riêng của mình đây là cái tông màu ạ. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ là chi tiết của màu rồi.
Vậy là mình ăn thông vào xong nha. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu nha mọi người. Đây là đây mình không biết. Làm cho tô quần của anh ấy trước này. Đó là công nhân. Sẽ tô giày và quần. À đâu, tô quần vào tân tay của anh ấy trước này. Sẽ bắt đầu xong đến mình sẽ tô các hộp dụng cụ của anh ấy. Cậu sẽ tô là màu vàng cho mọi người. Dài cũng vậy. Mũ cũng thế. Bây giờ mình sẽ tô con đại điểu nha mọi người. Đại điểu thuộc giống là chim. Từ có thể thời từ thời kỳ kỷ không rõ là kỷ nào, hình như là kỷ Jura rồi. Mình cứ bốc phét thế mình chả biết cái gì đâu. Đây này, chim đại điểu chạy cực kỳ nhanh với đôi chân của mình. Đôi chân rất dài. Mà khi chúng nó bị đe dọa là gì đấy, chúng nó sẽ cắm cái đầu chúng nó xuống đất. Thời giờ cũng vậy. Đó chính là đặc điểm của chim đại điểu. Có đôi chân rất dài. Bây giờ mình sẽ tô cái nồi cơm cho mọi người. Xoang, xoang nó không phải cái nồi đâu. Bản thân nó sẽ được phủ một lớp nhọ nhùi. Đặc điểm của xoang và vung nồi. Có biết tao làm không? Anh quyết ăn vừa đâu, tí đi ăn đêm. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Tạm biệt mọi người.